Thưa quý vị, đẩy mạnh công tác truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng là một trong ba mũi giáp công trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Long An. Vì vậy, ngoài lực lượng y bác sĩ còn có lực lượng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Long An. Các chiến sĩ đã trở thành những bác sĩ bám làng, bám dân để đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân. 5 giờ sáng, ngôi trường cấp 3 An Ninh Tây, huyện Đức Hòa đã sáng đèn. Đây là nơi ở của gần 180 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Long An tham gia truy vết lấy mẫu test nhanh trong cộng đồng. Xa đơn vị, sống giả chiến nhưng nền nếp chính quy trong sinh hoạt vẫn được cán bộ chiến sĩ duy trì thực hiện nghiêm túc. 6 giờ sáng, từng tổ truy vết nhanh chóng đến vị trí tập kết để nhận vật tư y tế phục vụ cho công tác lấy mẫu và cơ động đến các điểm được phân công. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Long An, bộ chỉ huy sở tỉnh đã tăng cường lực lượng vũ trang tỉnh về huyện Đức Hòa để cùng với địa phương tầm soát truy vết là các ca trong cộng đồng. Đây là một cái nhiệm vụ mới đối với cán bộ chiến sĩ. Qua thời gian ngắn được tập huấn thì cán bộ chiến sĩ cũng đã có cái kinh nghiệm trong cái quá trình làm, rút ra những cái kinh nghiệm thì đã truy vết hàng ngày là trên 7.000 là mẫu. Tại trường tiểu học Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, tổ 55 do đại úy Lê Xuân Phúc, phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An làm tổ trưởng, tiến hành tầm soát lấy mẫu PCR cho người dân trên địa bàn thị trấn Hậu Nghĩa. Không còn lúng túng như ngày đầu, các chiến sĩ đã thực hiện chuyên nghiệp trong công việc. Các khâu lấy mẫu được vận hành khoa học để kết quả xét nghiệm đảm bảo độ chính xác, thuận lợi cho công tác đánh giá diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Qua 2 ngày làm việc thì đã quen và cái trình tự thủ tục cũng như là các cái bước, các khâu tiến hành một cách trơn tru và tổ ekip này làm việc ăn ý và đạt được cái hiệu quả cao. Chúng tôi chỉ mong là sớm đẩy lùi được đại dịch. Giờ đây, việc trực tiếp vào các điểm nóng truy vết F0 đã không còn xa lạ đối với những người lính. Mỗi ngày, trong bộ đồ bảo hộ nóng bức đến từng khu phố, con hẻm, nhà trọ để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa về cùng với các lực lượng tại chỗ của huyện Đức Hòa đã tham gia tất cả các mặt trận của công tác phòng chống COVID-19. Cụ thể như là thực hiện các cái chốt kiểm soát, các khu phong tỏa, thực hiện cái công việc đi lấy mẫu, tiêm vaccine và truy vết và tất cả các cái nhiệm vụ khác. Và ấn tượng đối với tôi với cái hình ảnh lực lượng quân sự đó là làm bất cứ việc gì và sẵn sàng đối diện với hiểm nguy gian khổ, là luôn luôn thực hiện với tinh thần ý thức tổ chức kỷ luật cao và luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi được tổ chức giao. Đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng vì sức khỏe, tính mạng nhân dân, những người lính quê hương Long An vẫn luôn vững vàng, kiên cường nơi tuyến đầu chống dịch. Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ song pha trong các vùng đỏ đã góp phần củng cố vững chắc pháo đài chống dịch cho địa phương, nhân lên niềm tin, đem hy vọng cho nhân dân về một cuộc sống bình thường mới.